Đồng thời và tiếp mục tạp chí truyền hình xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày tháng tư, cuối tháng tư, Đồng Thảo muốn mời quý vị cùng chia sẻ với Đồng Thảo và tác giả Trần Mộng Tú một bài viết về quê hương của chúng ta bên kia bờ đại dương và đặc biệt là Sài Gòn. Đồng Thảo xin mời quý vị cùng theo dõi. Sài Gòn và tuổi thơ tôi, đó là tiêu đề bài viết của tác giả Trần Mộng Tú. Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát rồi đau đớn. Tôi ở vào tuổi mà khi bước đến vùng đất mới, đời sống đã như lôi tôi đi trong một cơn lốc trên những con đường khác nhau trước mặt, hầu như không ngưng nghỉ. Tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn biết tôi là ai và tôi ở đâu trên quê người. Nên những lúc tôi phải ngưng lại để thở là những lúc hồn quê nôn nao thức dậy trong tôi. Mỗi lần nhớ đến quê nhà là nhớ đến Sài Gòn trước tiên. Sài Gòn không phải là phần đất dành riêng cho người miền Nam nữa. Đối với người miền Bắc di cư vào Nam 1954, người Trung chạy giặc cộng năm 1968, thì Sài Gòn chính là phần đất quê nhà đáng nhớ nhất. Tôi lớn lên, sống cả một thời niên thiếu ở Sài Gòn, đi học, dạy thì, yêu đương, mơ mộng, làm việc, lấy chồng, khóc, cười, rồi chia ly với Sài Gòn. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quằn quanh buồn, như người đi cánh mặt xa lòng. Ta hỏi thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đến những ngày ôi thành phố xôn xao trong niềm vui. Tôi nhớ lại hồi bé, theo bố mẹ, di cư vào Sài Gòn. Ba tôi làm việc ở Nha Địa Chánh, nên từ những căn lều bạt trong trại tiếp cư Tân Sơn Nhất, gia đình tôi được dọn vào ở tạm một khu nhà ngang trong sở của ba, ở số 68, đường Paul Blanchy, Hai Bà Trưng, sau lưng bưu điện. Tôi đi học, đi bộ, băng qua hai con đường là tới trường Hòa Bình, bên hông nhà thờ Đức Bà. Tôi vào lớp 3. Ngày đầu tiên cắp sách đến lớp, Master dĩ nhiên là người Nam hồi đó, còn mặc áo dòng trắng, đội lớp đen. Sơ đọc chính tả,
Hoa hường phết. Phết là dấu phẩy. Cái tai của con bé con Bắc Kỳ không quen với phát âm miền Nam, nên hoa hường thành hoa tường và phết thành một chữ nữa. Tôi viết hoa tường phết. Bài chính tả dài một trang của tôi chắc chắn là ăn một con số không màu đỏ to tướng, vì nguyên bài bị gạch xóa bằng mực đỏ lạ. Tôi như một người ngoại quốc nghe tiếng Việt, nhưng tôi học thuộc lòng trong sách thì giỏi và thuộc nhanh lắm. Khi khảo bài tôi được điểm tốt, mặc dù bạn học chung lớp khó hiểu con nhỏ Bắc Kỳ đọc cái gì, mà master cứ nhìn sách, nghe tôi đọc làu làu, biết là tôi có thuộc bài. Tôi nhớ một bài học thuộc lòng về thành phố Sài Gòn như thế này. Sài Gòn vòi nước bùng binh, nầy bảng báo hiệu, nầy vòng chỉ tên, trụ đèn dây thép tượng hình, lính canh cảnh sát giữ gìn công an. Mặc dầu đường rộng thênh thang, ngựa xe đi lại, luật hành phải thông. Mặc dầu đường rộng mênh mông, mũi tên chỉ rõ, bảng trông dễ tìm. Trần Hưng, Lê Lợi, Chu Trinh. Trần Hưng là đường Trần Hưng Đạo, Chu Trinh là đường Phan Chu Trinh, viết tắt trong bài học thuộc lòng. Từ bài học đó thì tôi hiểu được hai chữ bùng binh là gì. Ngôi trường đó tôi chỉ học hết lớp 3, sau đó ba mẹ tôi tìm được nhà ở bên Thị Nghè. Tôi được đi học lớp nhì, lớp nhất ở trường Thạnh Mỹ Tây, có rất nhiều bạn cũng Bắc Kỳ di cư như tôi. Kỷ niệm về Sài Gòn, tôi nhớ nhất là lần đầu tiên con bé Bắc Kỳ tròn xoe mắt, nhìn thấy đồng bạc sẽ làm hai. Nếu chỉ muốn tiêu một nửa, mua cái bánh, gói kẹo nào cũng chỉ xé hai đồng bạc. Xé rất tự nhiên, tiền mới hay tiền cũ gì cũng xé. Người mua xé, mua, người bán xé để trả thối lại. Tôi đã biết bao lần vào những buổi tối mùa hè, mẹ cho một đồng, hai chị em mua ngô nướng của người đàn bà, ngồi dưới chân cột đèn điện trước cửa sợ điện tránh, với cái lò than nhỏ xíu, bán bắp nướng quẹt hành mỡ. Dưới ánh sáng hắt lờ mờ của bóng đèn từ trên cao xuống, cái lò than nhỏ xíu thơm lừng mùi bắp non. Gọi là lò, thực sự chỉ có mấy cục than hồng để cho một miếng sắt cong cong, bên trên có cái vỉ bằng dây thép. Rối tung những cái bắp được xếp lên đó, bà bán hàng trở qua lật lại, đôi khi cũng là một cái lò gạch nhỏ đã vỡ. Mẹ mất mấy miếng rồi, không thể kê nồi trên đó, bà hàng mang ra để nướng bắp. Hai chị em đứng líu ríu vào nhau, anh và chị lớn không có tham dự vào những sinh hoạt của hai đứa em nhỏ này. Cầm tờ giấy bạc một đồng đưa ra, tôi luôn luôn ngần ngừ, không dám xé, đưa cho bà bán hàng. Bà cầm lấy, xé toạc làm hai, khi tôi chỉ mua một cái bắp. Bà đưa phần nửa tiền còn lại để chúng tôi có thể cất đi, tối mai lại ra mua bắp nữa. Mỗi lần thấy đồng bạc bị xé, tôi không phát ra tiếng động, tôi cũng giật mình đánh thót một cái, như nghe thấy đồng bạc của mình bị bẻ hay bị gãy. Cảm tưởng như mất luôn cả phần tiền đưa ra và phần giữ lại. Phải mất bao nhiêu lần nhìn đồng tiền bị xé mới quen mắt cái hình ảnh đồng bạc xé hai này, và tin là nửa kia vẫn dùng mua bán được. Bà cái bắp làm đôi, tôi với em tôi chia nhau. Ngon ơi là ngon, bắp dẻo, thơm mùi lửa than, thơm mùi hành mỡ. Chị em tôi ăn dè sẻn từng hạt bắp một. Ăn xong chúng tôi dắt tay nhau đi tìm ve sầu ở những thân cây me trong bóng tối. Buổi tối ve sầu mùa hạ chui ở đất lên, bò lên các thân me lột xác. Chúng tôi bắt những con chưa kịp lột cho vào cái hộp không bánh bích quy đã mang theo sẵn. Đó là những con ve mới ngơ ngác bò lên khỏi mặt đất mang về nhà. Thuở thơ dại, những trò chơi này là cả một thế giới thơ mộng và đầy hấp dẫn. Chị em tôi mang hộp ve sầu vào giường ngủ. Ban đêm những con ve này sẽ chui ra, bò lên màn, lột xác. Đêm chúng tôi đi vào giấc ngủ thì ve chui ra, lột xác xong, bỏ lại những vệt dài, nhựa, thâm đen trên những cánh màn tuyên trắng toát. Khi chúng tôi thức dậy nhìn thấy, chưa kịp dụi mắt tìm mấy con ve, đã thấy mẹ đứng ở ngoài màn với cái chổi phất trần trên tay.
chúng tôi chưa bị roi nào thì đã có bố đứng bên đỡ cái chổi ở tay mẹ mang đi. Trong lúc những cái lông gà trên chổi còn đang ngơ ngác, Sài Gòn còn cho tuổi thơ của chúng tôi biết thế nào là cái ngọt ngào thơm mát của nước Đác Nhận. Trong sân trường tiểu học của trường Thạnh Mỹ Tây, tôi được ăn cái Đác Nhận đầy màu sắc đầu tiên, một khối nước đá nhỏ đặt trên một lưỡi dao bào, bào vào cái ly bên dưới. Khi đầy ly, ông bán hàng ấn nhận nước đá ép xuống, đổ ngược ly lại, lấy cái khối nước đá xôm xốp có hình dáng cái ly ra, rắc siro xanh đỏ, có khi còn có màu vàng và màu xanh lá cây với vị bạc hà nữa, gọi là nước đá nhận. Học trò trẻ con, bạn thân sung sướng chia nhau ở sân trường, mỗi đứa mút một cái, truyền tay nhau. Nước đá nhận, bánh kẹo sân trường trong những giờ ra chơi đều được mua bằng đồng bạc xé hai này. Ba tôi bảo cầm đồng tiền xé hai một cách tự nhiên như thế, quả là một điều rất dung dị, xuề xòa, dễ dãi mà chỉ người miền Nam mới có được. Xé tiền mà như xé một tờ giấy gói hàng, giấy gói bánh, như xé một tờ báo. Mảnh xé ra có giá trị lúc đó, mảnh còn lại cũng vẫn còn giá trị sau này. Người Hà Nội cầm tờ giấy bạc rách thì vuốt cho thẳng thắn lại, có khi lấy hạt cơm dẻo miết lên chỗ rách, cho dính vào nhau rồi cẩn thận gấp lại trước khi cho vào túi. Một thời gian sau, tiền không xé nữa, được thay bằng đồng bạc 50 xu bằng nhôm, hình tròn, một mặt có hình tổng thống Ngô Đình Diệm, mặt sau là hình khóm trúc, biểu hiện cho tiết trực, tâm hư. Cuộc di cư năm 1954 đó giúp cho người Việt hai miền Nam Bắc hiểu nhau hơn. Người Bắc sống và lớn lên ở Sài Gòn, ở thế hệ chúng tôi, học được cái đơn sơ, chân phương của người miền Nam. Và ngược lại, những bạn học người Nam của tôi cũng học được cách ý tứ, lễ phép, đôi khi đến cầu kỳ của người miền Bắc. Tôi đã được nghe một người miền Nam nói, sau 1975 thì chỉ có những người Bắc di cư 54 là đồng bào của người miền Nam mà thôi. Hóa ra những người Bắc sau này ở ngoài cái bọc đồng bào của bà Âu Cơ hay sao? Nếu thật sự như thế thì thật đáng buồn. Sài Gòn đầu thập niên 60 vẫn còn có xe ngựa đưa những bà mẹ đi chợ. Người xã X lúc đó chưa biết sợ hãi trên những con đường còn mù sương buổi sáng. Tiếng lóc cóc của móng ngựa chạm xuống mặt đường như đánh thức một bình minh. Tôi nhớ có chỗ gọi là bến tắm ngựa, mỗi lần đi qua hôi lắm. Sau vài mươi năm, xe thổ mộ ở Sài Gòn không còn nữa, chỉ còn ở lục tỉnh. Sài Gòn với xích lô đạp, xích lô máy, taxi, Vespa, Lampreda, Velo, Mobilet là những phương tiện di chuyển mang theo đầy nỗi nhớ, kỷ niệm thơ mộng của một thời trẻ dại, hương hoa,
và nước mắt. Sài Gòn với những cơn mưa ập xuống thình lình vào tháng 5, tháng 6, tiếng mưa khua vang trên những mái tôn, tắm đẫm những hàng me già, ướt sũng những lối đi vào ngõ nhà ai. Sài Gòn với mùa hè đỏ rực hoa phượng vĩ, in xuống vạt áo học trò, với những hoa nắng loang loang trên vai áo bà ba của những bà mẹ, là những mảng ký ức ngọt ngào trong tâm của chúng tôi. Mỗi tuổi đời của tôi đi qua như những hạt nắng, nắng vàng rắc xuống trên những hàng me bên đường, như là mưa đầu mùa rụng xuống trên những chùm hoa bông giấy. Những tên đường quen thuộc, mỗi con phố đều nhắc nhở một kỷ niệm với người thân, với bạn bè. Chỉ cần cái tên phố gọi lên, ta đã thấy ngay một hình ảnh đi cùng với nó, thấy một khuôn mặt, nghe được tiếng cười hay một mẫu chuyện rất cũ kể lại đã nhiều lần vẫn mới. Ngay cả vệ đường, chỉ một cái bước hụt cũng nhắc ta nhớ đến một bàn tay đã đưa ra cho ta níu lại. Âm thanh của những tiếng động hàng ngày, như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng, tiếng xe rồ của một chiếc xích lô máy, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng chuông len keng của người bán cà rẹp, tiếng gọi nhau ơi ới trong những con hẻm, tiếng mua bán xôn xao khi đi qua cửa chợ, vẻ im ắng thơ mộng của một con đường vắng sau cơn mưa, làm lên một Sài Gòn bềnh bồng trong nỗi nhớ. Sài Gòn mỗi tháng, mỗi năm dần dần đổi khác. Chúng tôi lớn lên, đi qua thời kỳ tiểu học và trung học thì chiến tranh bắt đầu thấp thoáng sau cánh cửa nhà trường. Đã có những bạn trai thi rớt tú tài phải nhập ngũ, những giọt nước mắt đã rơi xuống sân trường. Sau đó, với ngày biểu tình, với tên giấy nghiêm, với vòng kẽm gai, với hỏa châu vụt bay lên, vụt rơi xuống, tắt nhanh như tương lai của cả một thế hệ lớn lên giữa chiến tranh. Sài Gòn như một người tình đầu đời, để cho chúng ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại vẫn hiện ra như một vệt son còn chói đỏ. Sài Gòn như một mảnh trần còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành, đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống. Sài Gòn khi đổi chủ chẳng khác nào như một bức tranh bị lật ngược. Muốn xem, cứ phải cong người, uốn cổ, ngược với thân, nên không còn đoán ra được hình ảnh trung thực nguyên thủy của bức tranh. Sài Gòn bây giờ trở lại, thấy mình trở thành một du khách trên một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm. Tôi thương Sài Gòn và thương cho chính mình đã hư hao một chốn để về. Thưa quý vị, trong những ngày tháng 4, 47 năm sau năm 1975, đồng Thảo vừa chia sẻ với quý vị tâm tình của người Sài Gòn và người Việt xa xứ với bài viết của tác giả Trần Mộng Tú, Sài Gòn và tuổi thơ tôi. Đồng Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đồng Thảo hẹn gặp lại quý vị và tiết mục tạp chí truyền hình lần tới.